Cô chào các em nha. Hôm nay chúng ta qua phần chủ đề 2, nhịp điệu bạn bè, sách giáo khoa chân trời sáng tạo của môn âm nhạc lớp 2. Chúng ta qua bài 1 của chủ đề 2 là khám phá. Các em cùng xem tranh nào. Chúng ta đã quan sát tranh, bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu của cô nè, là các em đã nhìn thấy gì trong bức tranh này? Đó là những con vật gì nè? À, con heo nè, con voi, con gà trống, con mèo, con chim và có cả cậu bé và cô bé, đúng chưa? Vậy thì có bạn nào biết là con heo tiếng nó kêu như thế nào? Ột ột ột, đúng không? À, vậy con mèo nó kêu như thế nào ta? Con mèo nó kêu là meo, meo, đúng chưa? Rồi, bây giờ con chim nha. Vậy con chim, tiếng kêu của con chim như thế nào? À, tiếng kêu của con chim là chip chip, chip chip, đúng chưa nào? Rồi, con gà trống thì nó gáy, o, 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 rất là dài luôn. Rồi, con voi thì nó kêu cũng sao? À, nó cũng kêu một tiếng rất là dài. Vậy con lắng nghe nè, vận động và cảm thụ âm nhạc là âm thanh dài hơn hoặc là ngắn hơn. Vậy theo các con, trong các con vật này nè, con vật nào có âm thanh dài hơn? À, đó là con gà trống và con voi có âm thanh là dài hơn, đúng không? Vậy thì con vật nào có âm thanh phát ra âm thanh ngắn hơn nè? À, đó chính là con heo, con mèo và con chim. Đó là những âm thanh phát ra ngắn hơn. Vậy con đã phân biệt được âm thanh dài hơn và âm thanh ngắn hơn chưa nè? Đó là chúng ta đang phân biệt âm thanh dài ngắn của các con vật nha. Bây giờ âm thanh của con người và có con vật thì âm thanh nào dài hơn nè? Theo các con thì âm thanh của cậu bé và chú gà trống thì âm thanh của cậu bé và cô bé đang hát nè. Ai dài hơn? À, đó chính là âm thanh của con người sẽ dài hơn con vật nha. Âm thanh của cô bé và cậu bé đang hát thì sẽ dài hơn ha. Rồi bây giờ các con đã nắm được âm thanh dài hơn, ngắn hơn rồi ha. Bây giờ các con cùng vận dụng sáng tạo tiếng kêu của các con vật có trong tranh nha. Chúng ta cùng tập làm quen với âm thanh dài hơn, ngắn hơn. Các con lưu ý, con vật nào có âm thanh dài hơn thì các con sẽ kéo âm thanh nó dài hơn. Và con vật nào có âm thanh ngắn hơn thì chúng ta sẽ tạo ra âm thanh ngắn hơn nhé con. Giờ các con xem tranh và thực hiện cái âm thanh dài hơn, ngắn hơn của đoàn tàu nha. Các con xem nè, ở đầu tàu là nó kêu là tu, một hơi rất là dài, và còn đoàn tàu phía sau thì như thế nào? Kêu là tu u u u u. Vậy con đã phân biệt được là chỗ nào nó kêu dài và chỗ nào âm thanh nó sẽ kêu ngắn chưa? Bây giờ các con cùng luyện tập với nhau ha. Bây giờ là bài bài đầu tiên của chủ đề 2 chúng ta đã thực hiện xong, đó là làm quen và cảm thụ âm nhạc là âm thanh dài hơn, ngắn hơn. Và các con cùng thực hiện ở nhà luyện tập nhiều hơn nha. Chúng ta qua bài số 2 của chủ đề 2, đó là bài hát Múa vui, nhạc và lời của Lưu Hữu Phước. Bây giờ cô sẽ nói sơ lược về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921, mất vào ngày 8 tháng 6 năm 1989. Ông là giáo sư, viện sĩ, nhà lý luận âm nhạc. Những bút danh khác của ông là Huỳnh Minh Siêng, Long Hân, Anh Lưu, Hồng Chí. Ông là một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là Bạch Đằng Giang, Reo Vang Bình Minh, Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, Múa Vui và rất là nhiều bài hát nổi tiếng nữa. Đó là cô sơ lược qua về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của bài Múa Vui.
cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa xung vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều, nắm tay nhau bắt tay nhau vui mừng múa múa ca, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đều, cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa xung vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa ca, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đều. Bây giờ chúng ta cùng hát câu hát một nha. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui. Bây giờ chúng ta cùng hát nha. 1, 2. Lần nữa nha. 1, 2. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui. Bây giờ chúng ta qua câu hát số 2. Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Bây giờ chúng ta cùng hát nha. 1, 2. Cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Lần nữa nha. 1, 2. Cùng nhau xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Giờ chúng ta nối cả hai câu nha. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Bây giờ các em cùng hát nha. 1, 2. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Bây giờ chúng ta qua hát số 3 nha, câu số 3. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Nghe lại nha. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Các em chuẩn bị. 1, 2. Lần nữa nha. 1, 2. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Câu hát số 4. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. Bây giờ các em cùng hát nha. 1, 2. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. 1, 2. Bây giờ chúng ta cùng hát lại toàn bài nha. Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng nhau múa đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa ca. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui múa đều. Bây giờ chúng ta cùng hát toàn bài trên nền nhạc nha. Cùng nhau múa xung vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều, nắm tay nhau bắt tay nhau vui mừng vui múa ca, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đều, cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa xung vui, cùng nhau múa xung quanh vòng, vui cùng vui múa đều, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa ca, nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui múa đều. Chúng ta đã học hát xong bài múa vui, bây giờ các em hãy luyện tập và hát thuộc bài hát nha. Sau đó các em hãy hát lại bài hát này cho người thân và trong gia đình cùng nghe.